Ngay từ sáng sớm, đông đảo người dân có mặt tại chùa Pháp Hội để tham dự phiên chợ không đồng. Vào chợ tay không, nhưng khi ra về ai cũng kệ nệ, túi lớn, túi bé với đủ các loại lương thực, thực phẩm thiết yếu. Thời gian qua, dịch bệnh Covid làm ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống vốn dĩ khó khăn của bà con. Chương trình chợ Tết không đồng để chia sẻ những yêu thương đến với bà con để có được một cái Tết được ấm no và hạnh phúc, sung túc hơn. Phiên chợ Tết không đồng với tinh thần không ai bị bỏ lại phía sau. Những tặng phẩm như là chuốc hương từ bi gửi đến bà con trong những ngày giáp Tết. Tình cảm yêu thương, sẻ chia đã tạo thêm động lực trợ duyên các gia đình vượt khó vươn lên, hướng về một năm mới tươi sáng và an bình. Cảm xúc của con là hôm nay mà nhà chùa được cho con lên đây để mà nhận món quà Tết này trong sự khó khăn của Covid. Con xin chân thành, xin cảm ơn Hòa Thượng và xin cảm ơn quý thầy được món quà này để qua cái sự khó khăn của ba ngày Tết. Chúng con rất mong muốn rằng có nhiều những phiên chợ tổ chức không đồng như thế này để những người Phật tử, những người dân trong đợt đại dịch Covid-19 này hoàn cảnh khó khăn có những cuộc sống được đầy đủ hơn và ấm no hạnh phúc hơn. Năm mới trở nên ý nghĩa hơn khi mọi người cùng nhau chung tay giúp đỡ những người yếu thế trong xã hội. Đây là dịp để mỗi người làm việc thiện, tạo phước lành và hỗ trợ người khó khăn để họ tự tin vươn lên trong cuộc sống.